không đối đầu được thì mình dụ địch, dụ cho nó bớt nhu nhược lại. Đồ cái thứ quê mùa, dơ bẩn, đã vậy còn ăn cắp nữa chứ. Cái này tôi cho bà nè, bà sức lên cái vết thương hôm bữa trên tay đi. Ê, con Kim kìa phải không mày? Nó đó. Lỡ làm rồi thì nhận đi, chị đây thương tình, chị đây tha cho. Còn mà dên giáo với tao á là tao cào rách mặt ra nghe chưa. Chị mới là vừa ăn cắp về lại làng đó. Tụi tôi chả có lỗi gì mà phải xin lỗi hết đó. Nói ra đi, bởi tốt hết nghĩ suy nghĩ ngợi chi. Nói yêu nhau đi, sống